Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sue Spain. Nhiều bánh kẹo quá luôn. Đèn điện ở khắp nơi, phong cảnh rất là đẹp ạ. Đây là khách sạn Maria Cristina, một trong những khách sạn rất là nổi tiếng ở Donati. Và cái khách sạn này á, thường là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng sẽ về ở đây cho trong cái liên hoan phim của Donati hàng năm.